Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, ở đây mình có một chiếc bể bơi. Chiếc bể bơi siêu to khổng lồ, có rất là nhiều những con vật, có cả cá kìa đang bơi kìa các bạn ơi, chú rùa đang bơi này. Nhưng mà bể bơi này các bạn nhìn này, bẩn quá. Thế nên là dòng nước chắc chắn là cũng sẽ bị bẩn, bị ảnh hưởng đấy. Bây giờ mình sẽ bắt các con vật ra nha. Bới ra mới thấy là có quá nhiều những con vật này, chú rùa, chú cá này. Nhiều quá này, những chú cá đang bơi xinh xinh này. Bây giờ mình sẽ bắt những con vật nhảy ra nha. Đào, khó bắt thế. Các bạn ơi, bắt này, mình bắt này cho các bạn xem này. Khó bắt lắm các bạn ạ. Đây này, các bạn ấy dễ mạnh quá các bạn ạ. Khó bắt ghê cơ. Nào, bắt về để chị nuôi các em nào, cho chị bắt nào. Các bạn ơi, bắt được rồi. Mình bắt được rồi đấy các bạn ơi. Nhưng mà chú cá lại nhảy xuống rồi. Đây, cho các bạn xem chú cá này nha. Nhảy xuống rồi. Khó thế này thì phải tìm cái vợt, các bạn đấy nha. Mình đã tìm được cái vợt rồi. Bây giờ mình sẽ vợt nào. Vợt khủng long đầu tiên này. Đây, vợt khủng long cho mình bỏ ra đây nha. Tí nữa để kiếm cái sọt để mà mang vào. Để đi tìm luôn cái sọt. Đây thôi. Sọt có nhiều đồ chơi quá này. Bây giờ sẽ vợt đồ chơi trước nha. Để vào sọt nha. Nào, đây là chú khủng long này. Tiếp này. Em bé, có cả em bé xinh xinh. Thương đấy, bé bỏng quá này. Em bé ơi, về đây nha. Nào, xem nào. Mẹ chip đi giỏi quá, vợt được cả chú thỏ này. Con cua nữa này, khủng long này. Mình sẽ bỏ vào sọ để mang về chơi nha. Đào, vợt tiếp của mẹ chip đi nào. Một phát vợt được 4 chiến lợi phẩm luôn. Có cả cá mập này, cá heo này, chú kiến thóc, con cua này. Thích quá, mang về nha. Xem nào. Vợt được các bạn ơi. Các chú ấy chạy, chạy. Được rồi, không trốn được mẹ chippy đâu. Mẹ chippy vợt được mình rồi. Hai chú cá mập biển ngoan nha. Xem nào, mẹ chippy sẽ vợt những con vật đồ chơi trước rồi vợt đến những chú cá xinh xinh đang bơi nha. Giỏi quá. Vợt được một phát 4 con vật đủ màu sắc khác nhau luôn này, màu xanh lá cây, màu vàng, màu đỏ, màu nâu. Đủ các con vật, thích quá. Gần xong rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ vật chú heo to này. Yến, đừng vật mình, cho mình bơi cơ. Chú heo đang bảo vậy đấy. Không được, đi lên đây nào. Nước bẩn lắm, mình không bơi được đâu nha. Để mẹ sẽ đi tắm rửa sạch sẽ cho mình bơi ở trước hồ thật là sạch nha. Chú cua. Chú cua rồi. Tiếp nào. Bạn ơi, vợ được cả chú rùa luôn này. Chú rùa xinh không này. Chú rùa bảo là xin chào các bạn, bấm like theo dõi kênh. Chú rùa. Chú rùa rồi. Bây giờ nha, mình sẽ để chú rùa riêng ra đây nha. Rùa ở đây bơi sạch nha. Tìm chồng ạ. Đây là cô vợ đang bới đi tìm chồng này. Được rồi, chồng đây nha. Đây nha, hai vợ chồng hay trốn lắm, mình phải để riêng vào đây nha. Hai vợ chồng ở đấy ngoan nha. Nào, chúng ta sẽ vợt tiếp những chú cá vàng nè. Những chú cá xinh không này. Thả vào chậu nha, ở đấy nha. Ở đấy về để mà thả vào nước sạch cho ăn no để khỏe nha. Ở đây nước bẩn lắm. Mẹ chị Bi lại vợt được hai chú cá xinh nữa này. Đừng hư thế, đừng nhảy ra ngoài như thế chứ. Nhảy ra ngoài thế là đau đấy, thương. Mình sẽ về đây nha, về cùng các bạn đang gọi kìa. Các bạn đang gọi vào đây chơi với các bạn đấy. Các bạn nhìn này. Vợt khó quá, cái bạn to này vợt khó quá. Thành công rồi các bạn ơi. Xinh nhở, xinh kinh luôn, xinh quá. Chú cá này màu cam đấy, đây là chú cá coi đấy. Đây, chú cá coi này lớn nhất đàn luôn, bảo vệ các em nhớ chưa. Nào, xem nào. Vợt sắp xong rồi. Sắp được. Cái chú cá này bơi ghê quá. Thành công rồi, được 3 chú luôn. Vào đây nào. Tiếp. Khó vợt quá này các bạn ơi. Hai chú mập biển vợ chồng và một chú cá coi màu cam.
Wow, được ba chú luôn. Ui, nhiều quá này các bạn ơi. Wow, được rồi. Ui, mất rồi. Ui, chán ghê cơ. Đi vào đây nào, vào đây nào. Ôi, gần được rồi, gần được rồi, gần được rồi. À, thành công rồi, chụp cả ba đuôi màu vàng. Thành công rồi các bạn ơi. À, vào đây nha. Ui, toàn một mình vào nốt đi nè. Các bạn ơi, xem còn con nào nó không nào. À, đây rồi, bạn này. Ui, bạn này chạy nhanh lắm, khó vượt lắm luôn. À, cuối cùng cũng được rồi nha, chụp cả dâu tinh nghịch nha. Rồi, ở đây chúng ta còn chụp cá này, vớt nốt vào đây này. À, vẫn còn cá các bạn ơi. À, ui, đây rồi, xong rồi, hết rồi. À, thế là chúng ta hôm nay thu hoạch được rất nhiều như chú cá xinh này. Uầy, đẹp lắm, về nuôi các bạn ấy nhá. Và đây là hai chú rùa nữa này, và một sọt đồ chơi. Wow, bye bye các bạn nha.